ông thầy phong thủy. Ông khách vái chào ông Nhơn rồi nói, tôi đến cảm ơn thầy Nhơn vì lời khuyên chí lý của thầy 10 năm trước. Thầy Nhơn nhíu mày ra dấu mời khách ngồi, nhưng dường như không nhớ chuyện ngày xưa. Ông khách ngồi xuống nói tiếp. Thưa thầy Nhơn, tôi là Bảy Tấu ở Sa Đéc. Mười năm xưa có nhờ thầy đến xem phong thủy, dùm cho gia đình, hứa hôn xuôi gia vì tôi định cưới con gái nhà đó về cho con trai tôi. Hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Thầy đến xem nhà cửa, về rồi nói với tôi rằng đừng làm xuôi gia với cái nhà thất đức đó. Sau này nhà đó sẽ phá sản, ly tán không ra gì. Mình dính liếu chỉ thêm mệt. Tôi rất khó xử, nhưng nghe thầy hù quá nên cũng sợ rồi thoái thác hôn nhân. Đúng là bây giờ nhà đó tan nát cả, làm ăn lụng bại, còn cái kiện tụng nhau, cha mẹ già rồi cũng ly dị, gia phong chẳng còn thể thống gì nữa. Tôi cảm ơn thầy, cứu gia đình tôi thoát khỏi chuyện rắc rối này thầy nhân gật gật đầu có vẻ như đã nhớ ra ông bảy tấu lại hỏi tôi mạng phép hỏi nhà đó phạm phong thủy thế nào mà kết cục thê thảm vậy ạ à? thầy nhân mỉm cười nói phong thủy chỉ là sự bày biện của tâm hồn con người mà thôi tâm mình sao thì mình sẽ chọn khu đất căn nhà như thế Nhìn nhà đất, ta sẽ đoán ra tâm địa của chủ nhà, đoán được tâm địa của chủ nhà thì biết nghiệp của họ, biết nghiệp của họ thì biết vận số của họ thế thôi." Ông Bảy Tấu có vẻ không hiểu lắm, hỏi thêm: "Thưa thầy Nhân, làm sao nhìn nhà cửa mà biết tâm địa của chủ nhà ạ?" À? Thầy Nhân cười cười rồi nói: Mấy cái này cũng chỉ là ước đoán thôi, chứ không phải có công thức chính xác như toán học. Ví dụ như căn nhà của xua gia hục của ông đấy, miền quê đất rộng mà xây nhà lấn hết lề đường, không nghĩ đến người đi bộ. Mỗi lần đi ngang nhà ổng là người ta phải đi xuống lòng đường, dễ bị xe cán. Nhiều đó đã biết tâm địa hẹp hòi, ích kỷ ác độc, làm sao mà con cháu khá lên được hoặc vô nhà nhìn phòng khách có rộng rãi hay không là biết lòng người có vị tha hiếu khách hay không nhiều đó biết tâm địa rồi hoặc nhà vệ sinh mà bẩn thỉu thì biết người này chỉ trâu chuốt vẻ bề ngoài chứ không thật tâm bên trong hoặc nhà giàu kính cổng cao tường quá sức tức là vừa ngại trộm cướp cũng có nghĩa lạnh lùng với láng giềng tâm địa như thế cũng đáng lo nhiều lắm, tôi phải viết ra mấy quyển sách để truyền kinh nghiệm cho học trò mình. Ông Bảy Táo dè dặt hỏi, Thưa thầy Nhân, sao tôi nghe nói thuật phong thủy là dựa trên phương hướng, địa thế, tuổi tác gì gì, phức tạp lắm mà. Thầy Nhân đáp, Hồi xưa ban đầu tôi cũng học phong thủy kiểu đó, Nhưng tính đâu trật đó, rồi tôi loay hoay tìm ra phong thủy tâm địa này. Từ đó coi đầu trúng đó, anh tin hay không thì tùy. Xem phong thủy hay tìm cách xem tâm địa của chủ nhà là gốc của các khoa thuật. Chỉ khi nào không đoán được tâm địa của chủ nhà qua nhà đất thì ta đành coi phương hướng, cùng số địa thế để thay thế. Coi tướng số cũng vậy, cứ tìm cách đánh giá tâm địa của thân chủ thì sẽ đoán được vận số của họ. Tâm tốt thì việc làm sẽ tốt, đối nhân xử thế sẽ tốt và nhiều may mắn sẽ đến, đó là quy luật. Sửa tâm địa cho tốt đẹp là chìa khóa căn bản của thành công. đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nhé.